Gì? Đâu tự nhiên đi lên lẹ không mình đó à? Cái tàu toàn toàn lẹ 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 sáng lẹ sáng lẹ sáng. Nó kìa lòi đuôi lên nè. Cái trắng chứ. Đó nè, đây các bạn. Cái này cũng kho tiêu nướng ăn cũng ngon luôn nha các bạn. Rồi 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 rồi. Dính ngay cây đó luôn á. Có khi đang chạy xuống không? Chạy rồi, chạy rồi. Đó đuôi lên này hả kìa? Ờ, cái gì? Cái tàu hay cái đó? Nó nằm cánh xếp chầm giảm nó lẻ lắm. Tính trôi à? Cây dài chứ. Đi bắt ai xuống lẻ lắm. Lẻ lắm. Đâu? Cái đuôi phi hả? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Chầm giảm luôn hả? Đâu? Đây các bạn, cái ruộng mà cũng bự lắm á. Một già cơm đó. Cái hình như nặng nặng rồi nha. Nửa ký, hơn nửa ký rồi ha. Cá nó giải trong đùm cây. Không. Em đó. Ngọt em mà anh. Ra hoài luôn rồi, xuống dưới chích lên lại. Còn. Còn. Hằng. Còn như sao bác vậy chui dưới hả? Nó còn đọng nước còn quá trời trong bụng rồi. Cá. Cái này dưới trong bụng cây luôn rồi. Bắt cá tàu luôn không? Đang bị nhào đóng á. Không có là tôi chích ăn nào nó luôn á. Còn. Có con rắn nào bự bự lôi lên cái coi. Bị dữ á, bị dữ á. Bị dữ kia kìa, bị dữ kia kìa. Ủa hằng là ta. Bị dữ á, ừ, con cá nó nằm ra đó luôn rồi. Rồi tấp vô hang bên đó coi. Nắm lên cái bự bự rồi sang. Con. Trời, cái rô bự dữ vậy. Cái tẳng á. Coi có con hổ vợ nào nằm nằm trong đó không? Gì à? Con cua rồi, lôi ra luôn nha anh. Ừ? Ủa trời ơi. Cái gì? Em luôn. Hả? Em đậu luôn, bốt đậu luôn. Ủa thấy nó chạy ra hoài mà ta. Từ từ mấy con. Đông lắm lắm. Từ từ hai lên lắm. Nó đen. Có. Thêm hô bự. Gì à? Cái trời hả? Đâu 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 đâu. Đâu mục tiêu rồi. Nhỏ hả? Ê, rồi. Trời vàng. Cũng nhỏ à. Không có bự mà giá cho giữ vô. Trời vàng rồi. Nó nằm một bọng luôn đó. Gì à? Cái trời luôn hả? Cục cây đó mới ngon á. Con cái trào này cũng trồng trồng vậy chứ. Làm cái lỗ nhỏ quá mà. Dọc trời cũng nhét máy vậy nè. Bọn mà chứ. À, ốc kiến. Ốc kiến hả? Ây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tao ngâm. Tôi cũng đi trà. Còn hả xe? Ừ. Tao ngâm. Thủy quân lục chiến. Cái này là cá rau kiến nha các bạn, bắt hay hả hồ kiến luôn. Này ở ngoài đại dương kêu thủy quân lục chiến. Hồi nãy giờ có một hang đó mà gần có chục con rồi các bạn. Này hai ba hang lận. Hai hang hả? Ôi giời. Còn nữa hả? Còn nữa. Cái gì vậy? Biết cái gì nữa. Lôi ra con lươn chà bá mà cầm tay cái.
Cái gì? Ồ, cá trắng. Ê, cá trắng nha các bạn. Đây này có lý ha. Mồi này vui chứ. Không, giờ mấy đồng hang này nhiều lắm. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó. Đây này cho nó bỏ lên đây, cho dễ này để dùng nó hồi rớt đó. Ôi, ông ơi, hết rồi. Hết hả? Hết rồi. Chà, muốn đi mùa hang thôi à, có cá rồi. Nãy hồi nãy lục lục con tiếng cái lốt. Đang lục gì? Lục nãy nó đỏ đã. Nó chạy ra hoài rồi. Thôi lên đi, lên đi. Làm điếc rồi lên hút thuốc cũng đốt hoặc quẹt không cháy luôn các bạn ơi. Cho đó cha, rồi đây cháy nè. Đây nè trời ơi. Xong xuống bên đây nè, xuống bên đây nè, xuống bên đó, xong xuống. Đốt. Rồi xuống. Rồi bố. Cái này nè, tôi muốn hút nè. Ôi xạo ơi. Cái gì? Cây tôi nè. Cái gì ạ? Có gì đâu tò? Có nó đó à. Con ta này hả? À, có phi đó chứ có nào. Cái trắng nữa, ồ, cái trắng. Nó ngon cái này. Gì? Tép hả? Con. Có. Từ từ, dở vào lên, chân, dở chân lên, dở chân lên thôi. Kìa, cái trắng cho bá, kìa, lỡ lên thôi. Cái con trống lộn quá, chân. Hết rồi, ra hết rồi. Đi bè. Trời ơi, cái lóc gì mà nó không thấy mà. Dạ. Chết rồi. Ôi ơi. Chết xong rồi mà còn. Không biết. Chà, có làm cây thẳng cho mình luôn hả? Cái rô là lên trên mặt á. Thờ nước đi luôn rồi. Nổi đó đó. Nước đi luôn rồi. Anh tập móng quá trời. Cái đường này như trên đó mới xả cá xuống hay sao? Chắc gì á. Hả? Đây đưa anh cầm luôn, cầm bỏ luôn nha. Cái trắng nha các bạn. Ê, rớt con rồi kìa nè nè. Kìa. Ừ. Nước này nó chạy nè. Ừ, nó trôi á, có gì cần có cái ấy cái. Như vậy, như vậy. À. Đó, 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 đó. Các bạn, cá rô phi về rượu nha các bạn. Chứ không phải cá nuôi nha. Cây à, thấy dãy bự lắm à. Đủ với lại. Ồ, đây cây không? Cây này. Bố bây giờ ơi. Đứng nó luôn. Tìm hay không toàn? Ồ, sang. Cây to. Bố bây giờ cây thôi. Bố cá bự trước, trên trước kìa. Rồi. Được thì chụp luôn. Nè, nè, nè. Bắt luôn sáng, bắt ngay đó con. Nó còn xì tim ở đó kìa. Mấy chỗ không con? Rô. Ồ, hai con hả? Ồ. Cũng còn cá rô phi không các bạn? Đây rồi. Anh em xin đôi. Rồi. Này trúng ổ cá rô phi rồi. Con này cũng còn nhỏ. Nhưng mà ngoài độ như vậy là to rồi. Cá rô phi khó bắt lắm. Đó mà không dính nữa thôi á. Này bây giờ nấu nồi canh chua ha. Trộn muối này nữa.
Trời ơi, con này ngon ha. Rồi. Cái này về mà kho tiêu kho quẹt nha các bạn. Họ phải nói luôn á. Chứ ở dưới cá chạy lên nha các bạn. Này trái trắng hay trái vàng? Xong xuống trái vàng luôn mà. Chà, cái này về kho quẹt thôi nha. Phải nói nha. Này, kho quẹt thôi gì cũng được, nhưng mà cái bụng nó bự bự á. Cá trời hả? Rồi có chừng. Bút tin cái điện thoại rớt với luôn. Trời ơi, cái sạc. Sạc hả? Cái sạc đâu? À, cái sạc như cái trắng. Bên này đi heo. Chạy xuống luôn rồi. Chạy xuống hay chạy lên? Nước rất là ít nhưng mà cá rất là nhiều nha các bạn. Chạy luôn. Giờ nó nặng điện mà bình gần hết rồi các bạn, nó nặng điện quá. Đó. Nó lại. Mày vậy mày. Đâm bỏ nó đi. Chạy vậy? Chạy. Ai. Này giờ làm này cũng mấy cái này về muối không cũng được nha. Con này con gì? Gì? Cá chạch. Hả? Ừ. Được cá chạch luôn. Cá mưa lắm các bạn. Tới giờ bắt cá bự rồi. Bắt cá bự thôi. Cho chừng tọt cái vô cái rồi. Cái trào. Chạy lẹ ghê nha. Đầy rộng luôn chứ. Má bắt được cái trào lên nha các bạn. Hai vậy chứ cũng hơn nửa rộng rồi đó. Cái nổi đầu lên xem. Cái trắng cái rô quá. Rồi thôi được rồi. Chạy hết. Nặng rồi chứ hai sang ha. Hả? Nặng. Ừ. Vỏ nặng rồi chứ. Cái trắng không. Ê. Nó về sâu dữ ta. Ồ cái trắng không ta. Này làm nồi rồi thôi. Chắc sảy luôn rồi quá. Thôi cá này ngon hơn chứ. Cái trời mà chờ cái nuôi không à. Cho nhiều con làm nhiều con.
Cua hay gì? Cái ấy nó bị lỏng á. Tắt cái tắt điện rồi nãy vô. Nghe cho bị ấy đó. Còn dây bên đây nè. Ừ. Ờ dây thứ ba đó. Không có ở trên. Dây thứ ba. Ừ. Ừ. Kia của nó bị lỏng á. Cái chặt 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 hay ghê luôn. Đứt hả? Đứt. Nè. Đứt chưa? Rỉ lên miếng thôi chứ. Nói với kia ta. À. Anh bị cháy cái mũ hoài luôn hả? Đứt này phải chăm chị. À, đứt luôn vậy sao? Ô gì nói mà. Hay gì nãy giờ điện mạnh ghê luôn, chích mấy cái nằm lì. Vậy hết luôn hả? Hết chích được hả? Nhét nhét vô chích đỡ. Dạ. Anh em tôi tới đây thôi, chuẩn bị chế biến món nước cá chiên cuốn bánh tráng. Dạ. Like cho mời em nhé. Cảm ơn nhiều.